Thì ra là ở đây. Má cho tiền mày là mày để đi học, chứ đâu phải cho tiền mày để mày đi quýnh ba cái điện tử này. Hả? Má ơi, thôi cho con. Ủa, hôm nay là chủ nhật mà ba. Còn mày nữa, dậy mét má mày luôn bây giờ à. Bỏ xuống, đi lên về cho má. Nhanh lên. Ai ve chai lông vịt đồ bán không? Ai ve chai lông vịt đồ bán không? Nắng không con? Đi theo má lẻo đẻo làm gì không biết nữa à. Con đang thay phụ má mà má. Má thấy có phụ gì đâu. Oh yeah, come on. Về chai, ai mua thì vô, không mua thì vô. Trời đất ơi, con rao như vậy rồi sao mua bán gì được. Vừa ba vừa hát rap hay mà má. Má thấy có hay gì đâu. Con rao kiểu này người ta nghe xong cái người ta đi vô nhà đóng cửa luôn, khỏi buôn bán. Thôi, để má rao cho nó lẹ, rồi về còn nấu kịp nấu cơm cho ba bay nữa. Ai ve chai lông vịt đồ bán không? Hip hop tờ đến miền Nam như thế nào? Hip hop tờ đến miền Nam như một phong trào. Ai ve chai lông gà lông vịt bán không? Hip hop tờ đến miền Nam như thế nào? Hip hop tờ đến miền Nam như một phong trào. Alo. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép Vinh và Phương gửi lên những người mà chào lên đây cho anh mà trân trọng nhất. Và để không làm cho mong mỏi quý vị, bài hát đầu tiên xin gửi lên những người một bài hát nhạc rap. Ok. Yeah. Oh. Yeah. Từ bảy lâu như việc anh thức dậy vào lúc sáng sớm làm điểm tâm sáng để ta lấy nhau. Anh không lớn tiếng ở nơi đông người, anh không trông chờ vào chuyện hên xui. Đã mua kẹo ủng hộ tụi em nha. Cả em kêu bạn em lại đây mua cho em cây một cây. Con trai nhậu vui vẻ nha, em đi bán chỗ khác. Cái thằng này đưa nguyên đám đây lấy hết, kêu bạn lại vui tự ái. Lấy hết hả? Hết. Từ từ tới trước chứ. Vì anh mốt chủ động là an toàn. Đi lại đây, đi ở đây. Sao vậy, quýnh lộn hả? Không có, tốc độ. Ai nói chơi mày vô. Mua kẹo anh chơi. Ngồi đi nói chuyện xong chút anh mua. Dạ, tụi em bán kẹo chứ không có phải dạng mà ngồi tiếp rượu rồi được tiền đâu anh chơi. Tao ngồi với gái tao mới cần tiếp rượu chứ ngồi tụi bay tiếp rượu làm chi. Ngồi đi, rồi anh mua hết cho. Ngồi đi. Anh trai tên gì? Dạ, em còn nhỏ tuổi lắm, em mới 22 à. Cái gì, cái mặt mày 22 hả? Dạ, nó bị hoài vậy thôi à. Mày là nhỏ hơn anh nhiều lắm đó nha. Nè, anh hỏi thiệt nha. Em có muốn phát triển cái nghề ca hát của mình lên một tầm cao mới không? Ca sĩ, showbiz. Chưa hiểu lắm. Anh giới thiệu với em, anh tên là Vũ Phạm Đình Đám. Trong giới showbiz á, gọi anh là Đám Vũ. Anh chuyên đào tạo ca sĩ trẻ. Anh thấy em rất có tài năng. Cái bài nhạc của em hát lúc nãy á, nghe rất là catchy. Catchy là... là bắt tai á. À dạ, dạ em catchy anh cái. Catchy. Catchy, bắt tai ở đây là dễ nghe, dễ thuộc. Ý anh là vậy chứ không phải là bắt tai. À dạ, bắt cái lỗ tai. Ừ. Chuyện là vậy, anh có một cái công ty giải trí chuyên đào tạo ca sĩ trẻ. Anh có ngỏ ý muốn mời mày về công ty của anh. À, tự nhiên đột ngột quá. Với lại em nghĩ khả năng của em cũng chưa tới đâu á nên... Cơ hội tới đó, không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Dạ anh trai tuyển đi anh trai, sẵn tuyển em luôn anh trai. Ủa, chú em này cũng biết hát hả? Trời ơi, anh yên tâm đi, tuyển mà cặp đôi này về là công ty anh sẽ ngày càng phát triển. Dạ, thú thật với anh là Phương, bạn em là người dắt em vô âm nhạc. Có gì đâu mà. Ê, dạ, em đã rap, đã viết được như vậy rồi, Phương còn dắt em vô. Làm thử cho anh nghe một bài. Dạ. Em sẽ biểu diễn rap. Mà rap quan trọng là cái nhịp. Đúng. Khi nào mình nắm được cái nhịp là mình sẽ rap tốt thôi. Cái flow á. Dạ không phải, cái nhịp. Nhịp. Anh gắn sức anh không rành giảm nhạc á. Nhịp. Nhịp. Thấy không? Vô. Năm học mới đã tới, cảm thấy lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới, lớp mới, nhìn cái gì cũng mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ý a.
À ha. À ha. Năm học cũ đã qua, nhìn cái gì sao cũng lạ. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bạn này dắt em vô nhạc rap. Dạ đúng rồi, hồi đó là em chưa biết gì về rap đó. Hương cho em nghe mấy bài nhạc đó, rồi cái em dính luôn. Cái em tập đàn chơi rap đến giờ luôn. Đúng rồi anh trai, đó nó đâu biết nhạc gì không. Em nghe nhạc trước, xong rồi em lấy mấy cái nhạc của em nghe, em cho nó nghe. Nói rồi sau này là cái hơi hướng âm nhạc của hai đứa nó cũng na ná nhau anh trai. Anh nghĩ là em không nên bỏ nghề đâu. Hợp lý, em theo anh là hợp lý luôn á. Em là đam mê lắm, không bao giờ em bỏ nghề hát đâu anh trai. Không, Nguyễn nói nghề kẹo kéo á. Kẹo kéo cũng là cái nghề mà đừng có bán nghề. Ủa, nghe. Còn em, đây là cà phê xích của anh. Về suy nghĩ đi rồi gọi cho anh. Anh tặng mày một câu. Cơ hội chỉ đến một lần. Nếu chúng ta không nắm bắt lấy thì phải tự đi tìm nó nha. Ơi, ý ông kia hồi nãy nói vậy là không lẽ bây giờ ông cho cơ hội mà không đồng ý ở đây thì phải tự lấy cái địa chỉ ông qua nhà ông tìm ta. Đúng rồi. Ý, anh chưa mua kẹo luôn. Anh chưa mua, anh mới quay lại đây tìm để mua nè. Suy nghĩ kỹ đi. Về công ty của anh sẽ đưa em lên là một ca sĩ chuyên nghiệp. Đúng rồi anh trai. Bây giờ nếu tuyển về, tuyển hai thằng về luôn, công ty mình phát triển mạnh, bền vững luôn anh trai. Em nhìn anh nè. Thấy anh vậy á, mặc đồ bình dân vậy á, chứ đồ hiệu không á. Wow. Vậy người ta mới không có đủ tư cách để mà đánh giá mình. Anh ơi, dắt giùm em chiếc xe. À, chị ơi, em là khách chứ không phải giữ xe tìm người khác. Nó không còn đẳng cấp, đâu phân biệt được đồ xịn với lại đồ dởm đâu. Thì đó. Chấp nhất là anh gì đúng không? Mày bớt cười đi nghe mày. Không lo giữ xe thằng gốc. Ủa thằng Chính đâu? Dạ. Em đi đâu vậy? Em mới dắt xe cho chị xong nè anh. Xin lỗi. Lỗi mẹ gì? Ba lần rồi đó. Thôi không nhậu quán này nữa. Thôi anh trai bắt đóng trai. Dẹp đi. Dạ. Suy nghĩ đi rồi mai gọi cho anh. Xe ở đâu? Dẹp mày nó đi bỏ mày. Dắt xe thôi mà. Dẹp mày. Tin được không ta? Thử một lần xem sao. Ấy mà chưa mua kẹo luôn đó. Ồ. Anh ơi. Game Samurai Showdown dạo này có bản mobile tiện ghê ha, làm em nhớ lại ngày xưa quá trời. Trời, giờ nó cải tiến hơn nhiều rồi mày. Gameplay nhập vai hành động, 10 class nhân vật mà thời trang thì đa dạng luôn. Nè, như con cuồng đao của anh nè. Thay đổi trang phục mà mình lựa chọn luôn đó. Trời ơi, để em vô em đổi cho con vua nữ của em mới được. Vua nữ hả? Trời, mày tính giống mặt rồi giống luôn giới tính hay gì? Chứ anh trọng quá. Tên thì kỳ mà. Anh ơi. Ai kêu kìa. Ai kêu kìa anh? Ê, em. Dạ. Để dép mày. Ê, dạ. Nói anh, em không biết. Ừ. Anh tặng mày một câu nè. Đường đời còn lắm trong gai, ta không mang dép thì ta mang giày. Vô ngồi đi. Ừ. À, ca sĩ trong công ty anh. À, nè. Hello. Tối qua về suy nghĩ rồi quyết định sao? Dạ, đâu có, em tính là hôm qua anh nói cái em thấy thích thú là em tính đồng ý liền luôn. Mà tại vì thấy anh lo đôi co rồi hơn thua với mấy người ta. Họ không có cùng đẳng cấp với anh. Đâu biết được bộ đồ của anh nó giá trị tới cỡ nào đâu. Hôm qua anh cũng nói câu này là cái lúc hơn thua. Thôi giờ vô vấn đề nè. Em thích dòng nhạc nào nhất? Ồ dạ, thì đó đến giờ thì em thích với theo đuổi thì có dòng nhạc rap. Nhạc rap, vô. Hay lắm. Em lựa chọn rất là chính xác. Cái thị trường nhạc rap đang là phát triển rất là mạnh mẽ đó. À đúng rồi. Đặc biệt là em thấy không, trên chương trình truyền hình cũng có hai cái chương trình rất là lớn, Rap Việt và Kinh Up Rap. Dạ đúng rồi. Anh có tham gia? Đúng rồi.
Em hân hạnh quá, tại vì chắc là em chưa coi những cái số tiếp theo nên em không biết là anh có xuất hiện trong anh vai trò như thế nào. À anh coi. Anh coi rồi anh điều chỉnh nha, anh coi anh điều chỉnh cái chương trình đó. À vậy là trong bên bên tổ làm nhạc đồ kia ở trong hậu trường hả? Không, anh coi trên tivi anh điều chỉnh âm lượng thôi, ví dụ lớn quá thì anh dặn nhỏ lại, nhỏ quá không nghe thì anh dặn lớn lên để mình chiêm nghiệm rồi mình chứ học hỏi thôi học. Dạ dạ. Thôi nói về em đi. Em ngoài cái bài hôm qua ra còn bài nào nữa không? Ừ, em nói một chút về bài hôm qua. Thật sự bài hôm qua là bài em cũng hay đi diễn. Đó là bài Anh là người xấu, chính tay em tự sáng tác. Hay hay bài đó nghe nó catchy nghe. Dạ em viết cho chơi mà. Viết chơi mà đã vậy rồi. Mày thấy không, người ta viết chơi đó. Còn cái bài nào nữa không, em còn viết bài nào nữa không? Ồ dạ có chứ, hồi đó em có viết bài để em nhớ à, để em hát cho anh nghe thử cái giai điệu nữa. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương thì cũng mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Dạ Hay á. Bài tên gì? Dạ bài em đặt tên là Muốn nói với em. Tại vì cái khúc sau, ăn thua khúc sau là muốn được nói với em. Ui dễ 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 dễ. Em viết luôn? Dạ em viết. Dạ. Tại anh biết xong cái bài này em nghĩ nó đơn giản cho nên em viết. Đơn giản đâu, anh thấy hay quá trời cái bài này nha. Anh sẽ cho vô album debut của em. Thôi. Dạ không, tại bài này cũng dễ đối với em mà. Em lâu lâu buồn cái sáng tác chơi 15-20 phút cái ra. Thôi em nói thiệt chứ bài này em nghĩ chỉ đủ trình để đi hát kẹo kéo thôi, chứ còn làm MV lỗ chết. Bạn nghe bạn cảm nhận được không? Mình cảm nhận được cái sẽ lỗ không? Sượng quá ta. Rồi không làm bài này. Thôi. Đó tụi bay thấy không? Cái bài hay như vậy mà người ta không muốn làm. Trong khi tụi bay nhạc quảng cáo làm không xong nữa. Rồi tao la, tao giận, tao la cái gì? Xin ao. Rồi ao cái buồn quá, nạp thẻ chơi game. Giỏi quá làm chim mơ, làm game thủ đi. Làm ca sĩ làm gì? Tao nói là hai bài xin này. Cái bài gì? Anh là người xấu nhưng muốn nói với em, coi mà xào trẻ lại mà làm cho nó hay. Có gì cho tụi nó, để tụi nó. Dạ cho có sản phẩm hát đỡ. Yên tâm đi, tôi nhiệt tình lắm. Tôi có một bài một ngày bình bình nữa, tôi có gì tôi gửi cho. Dạ. Hai bay vô làm việc đi. Tao thấy chơi game mà đập điện thoại. Đi vô. Chào bạn ha. Vô. Ây dạ. Bạn này lực á. Kiểu nó cay cái gì hay gì á. Thôi kệ. Làm như nhạc của tôi mày với tôi mày tức. Anh thấy em có tài thật sự đó. Biết sáng tác. Vô công ty đi, anh sẽ dũa cho em tốt hơn. Chứ nói về sáng tác hả, anh cũng một cây đó. Wow, vậy hả? Thiệt với chú là anh cũng có mấy bài nổi tiếng lắm. Chẳng hạn như bài Hoa nở không mùi. À cái bài đó của Hoài Lâm. Bài không, Hoa nở. Cái đó là của Hoài Lâm. Hoa nở không màu. Đúng rồi. Wow. Còn của anh là Hoa nở không mùi, nhạc quảng cáo, chị Xoan á. Cái thuốc chị Xoan, Hoa nở không mùi. Chưa nghe, em không coi quảng cáo nhiều. Chưa đâu, còn Đậu Phộng Trôi nữa. À ý là trôi của MTV. Cái bài đó hay quá trời. Còn cái bài của anh là nhạc chủ đề của kênh Đậu Phộng TV. Ủa sao em cũng có coi cái kênh đó mà không có nghe bài đó ra? Tại nó không dám đăng. Tại nó sợ cái kênh của nó trôi theo bài nhạc của anh luôn. Thôi tính ra bài của anh cũng na ná mấy bài nổi tiếng nha. Chung ý tưởng thôi chứ na ná gì. Anh còn bài nữa, cũng thú vị lắm. Bài gì? Có chàng trai viết lên cây. Có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh này em biết. À không phải, lộn. Có chàng trai muốn lên mây. Ủa hả? Ừ. Không, bài này chưa nghe nha. Vậy là chú em không biết rồi. Cái bài nổi tiếng trong đám ma lắm á. Mấy đám ma của Racing Boy á. Chạy đụng vô một cái là đám ma hát bài đó. Chú em không có kinh nghiệm đi đám ma rồi. Có dịp đi anh tổ chức cho một cái. Ê, chi ghê vậy anh? Chọc mày thôi. Thôi giờ vậy, anh nói cái này ra là mày biết cái sự chuyên nghiệp của anh như thế nào để mà debut một ca sĩ nè. Dạ. Đây. Đây gồm có 10 mục tạo scandal hiệu quả nhất, dễ nổi tiếng nhất. Nhưng mà theo anh thấy á, cái mà mạnh nhất mà dễ nhất á, là ăn cức. Ăn cức.
ăn cứt rồi mình live stream lại. Quay bắt đầu anh đẩy social, đẩy truyền thông, đẩy báo chí. Yên tâm, anh sẽ cho một bạn tương tự em ngồi ăn cứt chung với em. Ủa, thứ nào mình tập trung chuyên môn được không anh? Cái này tự nhiên không có vô cái vấn đề hát của em. Tốt. Anh mà tưởng mày nhận cái này là anh đuổi mày liền á. Thử. Thử. Scandal là có dơ có sạch. Đúng rồi. Nhưng mình không có làm dơ. Mình làm sạch. Dạ, sạch sao anh? Mình sẽ chọn cách 2. Đó là cà khịa nghệ sĩ nổi tiếng. Wow. Hiệu quả lắm á nha. Em nói cho anh nghe đi, em thần tượng nghệ sĩ nào? Đó giờ chơi rap thì em có thích anh Lucky. Đúng. Thật hứa đó. Bữa giờ cà khịa người nổi tiếng rất nhiều. Em thần tượng là đúng rồi đó. Phải đi theo. Em thần tượng lúc hồi đó kìa. Lúc còn bần bần hèn á. Sau này bắt đầu làm có chút gì đó rồi, cái bắt đầu em thấy cà khịa nhiều quá, dạng như không muốn đi kiếm chuyện người ta hay gì á. Anh đừng đi. Không phải ý nó vậy đâu, chứ anh đọc cái câu từ của nó anh hiểu mà. Nó không có ý gì hết, tại vì dư luận rồi ép nó vô cái suy nghĩ của dư luận. Chứ nó không có ý gì hết á, tội đó. À, em ngồi không phải người trong cuộc, em không biết. Ừ, nó không có ý gì đâu. Ở ngoài em, bản thân em còn hiểu lầm mà, em không bên được mà. Thôi thôi thôi, dẹp đó đi. Nói chung là làm scandal có rất là nhiều cái hướng để mình làm. Chẳng hạn như là tình cảm gia đình nè, rồi... thôi nói về gia đình đi. Em cứ kể gia đình của em cho anh nghe, rồi anh sẽ dựa vô đó anh khai thác, anh tạo scandal cho em. Hả? Ừ. Gia đình em thì em thấy nghĩ cũng bình thường thôi à. Thì có gì cứ chia sẻ đi, có sao đâu, anh em mình trước sau cũng hiểu nhau mà. Thì mẹ em cũng đó bán ve chai, nuôi em ăn học tới lớn, rồi cái bây giờ em đi hát, cái em kiếm tiền phụ mẹ vậy thôi. Vậy là quá tốt rồi, có hiếu là một cái mà để mình đánh báo chí ha. Còn ba em thì sao? Ba em ổng... Em cứ chia sẻ đi, không sao đâu. Ba em đi tù. Mà ổng không, không phải ổng làm cái gì sai. Tại vì... hoàn cảnh gia đình em khó khăn quá. Cái đợt ổng đánh liều á, ổng đi buôn lậu bị bắt. Anh xin lỗi, nhắc tới cái chuyện của bà em. Không sao đâu, yên tâm đi, dạy công ty của anh sẽ khai thác em. Nha. Sẽ debut em lên làm một ngôi sao. Nha. Em làm tốt lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Việc đầu tiên á, anh sẽ phải làm nhiều thứ cho mày lắm á. À, gì vậy? Ai chà, ra dáng rồi đó. Bây giờ vô luyện thanh luôn nha. Ủa, em chơi rap mà cũng cần luyện thanh nữa anh. Luyện chứ sao không luyện, cái gì cũng phải luyện tập hết. Em phải nên biết em đang là một viên ngọc thô, nhưng khi vào tay anh sẽ dỗ cho em thành một viên ngọc quý, sẽ tỏa sáng trong làng nhạc Việt này, em hiểu không? Em hiểu rồi. Ê, cái hình tượng này được nha, nhắn nhắn mắt lại coi. Nhái một lần thôi, không có một bad boy nào mà nhái vậy đó, đó là thằng khùng. À, là anh tính xây dựng hình tượng em là bad boy luôn hả? Đúng. Em biết Bin Z không? Chả biết chứ. Bin Z là một điển hình của bad boy. Anh sẽ đặt nghệ danh cho em luôn, đó là Vin Z. Wow, trời ơi, nghe chơi vậy anh. Vin Z. Vinh là trong vinh quang, còn Z là trong Yes sir. Yes sir. Sao anh sao? Chưa hiểu hả? Yes sir là nghe theo lời của anh nói gì là mày làm cái đó. Yes sir. Yes sir. Đó, nghe là thấy con ngoan trò giỏi liền, thấy không? Thấy không? Nè, nếu mà em đồng ý á, hợp đồng anh để bên kia, em coi rồi ký đi. Cái này á? Ừ, hợp đồng á, hợp đồng của em đó. Ôi giời, để em ký luôn cho, mấy cái này dễ mà. Ghê ghê. Rồi em cứ đợi đó đi. Vin Z. Người ta gọi anh là Vin Z. Kể từ giờ trở đi, chú em sẽ là một ngôi sao trong làng nhạc Việt.
Nhưng mà nè, để làm một ngôi sao á, em phải chịu rất là nhiều áp lực. Anh tặng mày một câu: muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải ráng đứng được. Em hiểu anh. Em hiểu, em hiểu. Rồi, dạ nha. Bây giờ anh sẽ làm mẫu trước rồi em bắt chước theo nha. Dạ, dạ. Do re mi re do re mi re do. 2 3. Do re cuốn re do re cuốn chơi đồ. Cái gì cuốn chơi đồ vậy đây? Tại em không quen, tại mấy cái nốt rồi mi fa sol đồ kia là em không em có thuận lợi. Em phải tiếp thu, phải cố gắng, tại vì những cái món này là món cơ bản. Em hiểu không? Ráng lần nữa coi. Do re mi re do re mi re do. 2 3. Mì gói đồ. Không sao, không sao, không sao, không sao. Để anh suy nghĩ coi có cái phương pháp nào mới để cho em dễ. Em cứ nói cái gì mà em thuận miệng nhất, em dễ nói nhất, em nói đi. Samurai Showdown hả? Thôi chắc không được. Được, 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 được. Samurai Showdown, Samurai Showdown. Rồi. Samurai Showdown. 2 3. Samurai Showdown. Đó, đó. Ấy vô, vô. Vô lên nửa cung nữa. Samurai Showdown. Hay hay, lên nửa cung nữa anh coi. Samurai Showdown. Hay 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 hay, em tiếp thu như vậy nó sẽ dễ với em hơn. Nhưng mà thường em thấy ca sĩ mấy khúc ngừng tay. Wow, wow, yeah, yeah. À phải đưa Migo ra. Đó, mình phải hình thể. Anh sẽ dạy em giải phóng hình thể luôn. Dạ dạ. Lấy điện thoại em ra đi. Dạ. Rồi. Em tưởng tượng đây là cái micro. Dạ. Nè. Samurai Showdown. À dạ 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 dạ. Thử nha. Dạ dạ. Ok rồi. 2 3. Samurai Showdown. Đó, tiền về, tiền về. Hả? Không, ý em nói, anh nói là em diễn em truyền tải cảm xúc về khán giả. À dạ dạ tiền dạ, về dạ, dạ. Em hiểu, em tiền hiểu, về. Em hiểu. Lại lần nữa, lên nửa cung. 2 3. Samurai Showdown. Rồi, đủ tiền rồi. Dạ. Đó, vậy là đủ tiền. Nãy giờ anh em mình kiếm bộn tiền cho công ty rồi đó. Ô trời ơi, nãy giờ quên tắt màn hình, thiệt tình chơi game mà quên tắt màn hình. Đó, cái thằng này. Thấy không? Làm vậy người ta tưởng quảng cáo game. Đâu có, trời ơi, cái này Miro mình đang giả bộ Miro rồi, mà. Ừ. Ừ. Rồi thôi, hôm nay mình học tới đây thôi. Nha. Em về á, em luyện giải phóng hình thể là một, ý thanh nhạc là hai, em dạ, tập dạ. cho anh nha. Dạ, dạ. Rồi, thôi mình kết thúc tại đây. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi. Đủ tiền rồi, kiếm đủ tiền rồi. Dạ dạ dạ. Để quá đi vô vui. Nào đó anh sẽ nuốt lời mà ta. Vì anh là người sau, vì anh là người sau, vì anh là người sau. Nếu không thể lo cho em đâu, vì anh là người sau, vì anh đỉnh cao nhất Sài Gòn. Sao? Anh cảm giác điếu cà phê người ta mở nhạc của mình đó. Đã lắm anh, trời ơi, mở nhạc nghe sập. Anh kêu á. Chồng mày thôi chứ nhạc của mày không hay sao người ta mở. Đang top 1 thịnh hành mà ở đâu cũng mở thôi. Nghe nó đã gì đâu. Chứ sao. Giờ xin chụp hình nha. À, à đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Ok, cảm ơn nha. Ok rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn nhiều. Giờ con người ta người nổi tiếng rồi. Điếu cà phê cũng bị xin chụp hình. Vui lắm anh, tự lần đầu tiên ra ngoài đường có người chụp hình sướng. Hồi đó đâu được vậy đâu. Chứ sao nữa, không có anh sao mày được vậy. Dạ. Tặng mày một câu: muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải dùng Google Maps. Anh là cái Google Maps của mày dẫn đường mình đến thành công. Hiểu chưa? Dạ, 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 dạ. Tất cả những câu nói của anh đều có ẩn ý sâu xa. Phải dạ. suy nghĩ động não một chút. Trời ơi, tại em đang nghe nhạc vui quá, em không có chịu động não gì hết. Ủa mà anh, tương lai là em sẽ trở thành ngôi sao sáng với showbiz luôn hả? Chính xác, chỉ việc cố gắng còn lại để anh lo. Nhưng mà nè, núi cao thì có núi cao hơn. Đừng có đứng núi này trong núi nọ sẽ thấy núi cao hơn. Hiểu không? Hiểu. Hiểu mà cái mặt đực ra. Ẩn ý không á?
Thôi tranh thủ đi, vài hợp mình có lịch hợp á. Bây giờ ra đường á, gặp fan là phải giữ cái hình tượng bad boy. Ờ có chứ, em giữ kỹ lắm á. Yeah, yeah, yeah. Mẹ em gái đi vào đây, anh cầm tay. Mọi người trật tự nhé. Rồi. Ok, một tấm thôi nha, một tấm thôi nha. Anh ơi, chú mở. Bây giờ vậy, mình sẽ rap tặng mọi người một câu. Nhưng mà một câu thôi nha. Anh trông thấy em đẹp từng centimet. Em ngọt ngào và dễ thương như là BTS. Gì vậy? Em có con anh là bạn trai em không? Đi về, không có fan gì nữa, không có idol gì nữa. À, xin lỗi. Đợi anh một xíu nhé. Nè. Mày là bad boy, phải lựa mấy đứa bad girl mà thả thính, hiểu không? Chứ lại con gái người ta mặc trong sáng vậy mà chỉ cười thôi. Với lại nó cũng có bồ rồi, cái đó tao gọi là tạp boy. Tranh thủ đi vô hộp. Mày làm cái gì? Em giác bazooka, em bắn cho nó tim nó bự anh. Anh ơi, bắn nữa đi, anh bắn nữa đi. Cô ghẻ, trời ơi. Không ngờ, bây giờ tao là bạn của ca sĩ nổi tiếng luôn á. Trời, cô ghẻ. Tao không bỏ mày đâu, nhưng mà đừng kêu tao cô ghẻ. Giờ tao nổi tiếng, tao biết sao. Quên, lỡ mày. Xin lỗi cô ghẻ. Anh, em biết rồi. Sao cu anh rẻ thiệt hả? Bad boy thì bad boy chứ cu ghẻ như thế thì ai mà chơi? Ừ, đúng rồi. Không phải, cái này là tên hồi nhỏ khó nuôi má anh đặt vậy thôi chứ không có bị gì hết. Thiệt không? Là lặng. À, vậy từ giờ chúng ta sẽ là fan club của chúng ta tên là cu ghẻ, anh sẽ là cha ghẻ, em sẽ là con ghẻ, còn mấy đứa anti fan á, chúng ta sẽ là chó ghẻ. Em có quà muốn tặng cho anh á. Anh về anh nhớ xuống đều đều nha, để cho hết ghẻ. Rồi em mộn thương lắm luôn á. Nãy vừa nghe cái chắc nãy em đi lấy quà anh chưa có nghe kịp á, là anh không có bị ghẻ gì hết. Tên khó nuôi má đặt vậy thôi. Nhưng mà thôi. Bây giờ anh vào hộp nha. Dạ. Chào và hẹn gặp lại. Yeah. Giờ mình đi ấp fan đi, đi ra uống trà sữa, ăn bánh chiên trộn và cày view cho anh. Nè, ở đâu nghĩ ra cái Sugar Daddy để tụi nó gọi cha ghẻ hay vậy? Đúng plan anh luôn đó nha. Dạ, em tự nghĩ ra ghê không? Giỏi, khỏe không em? Dạ, khỏe anh. Cú ghẻ. Ồ, cái thằng Phương này, nó đi nó không chờ mình gì hết trơn á. Ai vậy? Này mẹ em. Dạ chào bác. À con phải là cái gì đám, cái đám gì đó đúng không? Dạ con đám vũ. Dạ thôi mời bác vô trong ngồi cho mát. Ừ bác cảm ơn nha. Dạ má bỏ giày ra để anh tặng má ăn câu á. Bác có đem chút quà bác gửi con ăn lấy Thảo. Bác uống miếng nước đi. Con chuối xiêm này ngon lắm nha con, nó bổ dữ lắm đó. Ngon phải không? Bắt trời ơi, bắp bắp tới mùa luôn, đầu mùa là bắt hái lên liền. Con thèm bắp lắm luôn á. Ngọt lắm. Dạ bác ơi, tụi con làm đào tạo ca sĩ á. Ca sĩ đang đứng trên sân khấu mà nó ăn chuối cái nó chuối nhủi xuống kỳ lắm. Ôi vậy hả con? Với lại bắp nữa, đang hát mà nó quên lời, nó hát lắp bắp lắp bắp cũng không được, tụi con kỳ. À dạ, chị đang xíu á mà mẹ. Cái đó là cấm kỵ của nghề mình. Dạ. Ừ thôi bác xin lỗi, tại bác không biết. Dạ không sao đâu. Con tặng bác một câu nè, không biết thì không có lỗi, biết rồi mà vẫn làm có lỗi như chơi. Lần này thôi nha. À không sao, để tới con nhận cho. Con cho con đi ti nhưng mà Xuân Thứ ăn, nó không có show đi hát cho nên không sợ mấy cái này. Được hả con? Nghiệp dạ, dạ con công ty con có hai ca sĩ. Làm nhạc hoài, làm nhạc game không ạ.
á, chứ không có đi hát được. Dạ. À. Chọc nó tội. Bác uống nước. Ừ, bác cảm ơn. Dạ dạ. Sao má lên má không báo tụi con biết trước gì hết vậy? Ừ, má cũng thấy rảnh rảnh cái má lên thôi, má cũng không. Không, con không phải gì biết trước để con chuẩn bị, chứ tại vì như giờ nè con kẹt họp rồi con không có tiếp má được. Nè, mình họp thì cũng công ty nhà không à, mấy anh em không à, không sao đâu, để anh dời lịch họp chiều nha. Dạ, vậy thôi giờ cho em ngồi tiếp má em chiếu nha. Ừ, cứ thoải mái ngồi chơi với má với lại bạn đi nha. Dạ, má. Cảm ơn con chắc nha. Chắc cái quần lên cho nó khỏe. Thôi bác ngồi chơi nha, con lên lầu con làm một số việc. Để em mang phụ lên cho anh. Thôi được rồi. Đi chơi với tao đi, trời lâu quá rồi tao mày không gặp nha. Ủa mẹ. Bữa giờ mẹ có vô thăm ba không? Ừ, mẹ cũng có vô thăm. Ổng sắp mãn hạn tù rồi, con đừng lo nha. Con lo là không phải lo gì, nhưng mà giá như mà con nổi tiếng sớm hơn xíu nữa thì chắc ba không có đi tù đâu ha. Thôi con, chuyện nó cũng qua lâu rồi, con biết nghĩ vậy là mẹ vui lắm. Thôi hay là để con đàn cho mẹ nghe một bài nha, con mới sáng tác ra một bài hay lắm. Ủa thiệt vậy hả? Để cho mẹ nghe. Tại game game lương tâm, chủ yếu là kỹ năng thì đó. Ê, chơi game này tao nhớ hồi đó mày, tao mày vô tiệm điện tử á, chơi quyền thoại Samurai Showdown á, vui quá trời vui luôn. Vui nhưng mà không có được thoải mái, chơi chơi lén không chứ có được chơi công khai đâu. Nhớ hồi đó hả, có đợt đang chơi tự nhiên má vô kiếm thấy tao chổng mày, trời ơi, dí quýnh đầu sớm cuối sớm luôn. Trời ơi, giờ mà tôi mà quýnh cái dí cái chắc tôi được lên báo luôn quá. Ăn trái cây đi con. Dạ, cảm ơn má. Trời ơi. Ngọt lắm ạ. Thôi, má về nha hôn. Dạ. Bác về nha, con ở lại chơi với nó nha Phương. Dạ, bác về cẩn thận bác. Má. Má cầm về. Con. Má cầm về xài con còn nhiều lắm. Giờ má yên tâm đi, khỏi đi làm gì hết, con kiếm tiền cho. Rảnh rảnh con về con thăm má. Ừ. Má cảm ơn nha. Dạ, má về giữ sức khỏe nha. Ừ. Chiến lược sắp tới của mình là cái gì vậy? Mình sẽ làm một bài thật dở. Ôi da, anh có nhầm lẫn gì không à? Đó là chiến thuật của anh. Em biết sao không? Người ta đang bàn tán em Vinjet là một người viết nhạc rất là thả thính, rất là catchy. Bây giờ em ra một bài dở người ta sẽ bàn tán xôn xao. Anh sẽ đánh báo là Vinjet xuống phong độ. Khi mà em ra cái bài sau cái bài dở đó, em lại ra rất là hay, khán giả sẽ wow. Anh cần cái wow đó của khán giả. Dạ. Yeah. Em thì hiểu nhưng mà nghe nó lạ lạ. Lạ cái gì? Ca sĩ nào bây giờ cũng vậy đó. Lâu lâu người ta lại ra một bài dở giống như Vinjet vậy đó. Ủa Vinjet có bài dở? Có sao không có, ra quá chơi bài hay tự nhiên có một bài dở. Rõ ràng trong lời bài nhé, anh ca không hay, anh đang nghe cũng dở. Quang Lê nó như vậy đó. Đó, nó chơi thẳng trong lyric của nó luôn. Ồ. Dạ. Đúng không? Thì em cũng vậy. Sau đó tung ra bản hit Big City Boy, Big City Boy. Dạ 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 dạ, bài trai thành phố lớn em biết, em biết. Đó. Chiến thuật không đó em trai. Trời ơi, anh hay lắm luôn á, anh Đám ơi. Trời ơi, đó hả? Không có anh, em làm mình nó nhạc nó lèo tèo, không ai để ý hết hết trơn á. Chứ sao nữa, không có anh đưa mày lên thì không ai đưa mày lên được. Tặng mày một câu. Muốn đi nhanh thì đi một mình, không muốn xa đi Google Map. Ủa anh có tặng mày câu này rồi hả?
Tặng hỏi trời ơi. Ôi anh yên tâm đi, mấy cái này á nhạc gì chứ nhạc dở em làm lẹ lắm. Đừng có vội, đồng ý là mình làm nhạc dở nhưng mà dở phải theo trend. Dở theo trend. Lúc đó người ta sẽ vừa bàn tán về cái bài hát dở của mày mà còn bàn tán về cái trend mình tạo nên. Nó cộng hưởng nhau rất là ghê gớm đó. Hay quá anh ơi, hay quá. Vậy ví dụ như mà em lấy những cái trend dạng như mấy bài top thịnh hành ra em làm nhạc dở được không? Cũng là một ý hay. Anh bỏ thuốc lá chưa của Bích Phương. Mày dựa trên cái ý tưởng đó mày làm một cái bài mới thiệt dở được không? Dạ được anh. Ví dụ như Bích Phương có bài Anh bỏ thuốc lá chưa thì em sẽ có bài Anh ung thư rồi. Hay. ung thư là sắp chết đó nha. Lý, mày bắt đầu vô nguồn của anh rồi đó nha, ca sĩ của anh. Rồi. Anh, giờ em thử tặng anh câu được không? Câu gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn ý nhớ anh đó. Fan đó, thấy chưa? Hai mày nhìn gì? Mày lo tập trung làm bài với Ngân đi. Mày làm cái màu nhạc hơi hướng dân tộc đi á. Ồ, bạn sắp tới bạn fit chung với lại Kim Ngân Hàng hả? Mày á, lo tranh thủ làm đi để liên hệ tài trợ bên bệnh viện Lao với lại chạy hòm. Chắc họ hứng thú lắm á. Dạ. Để tìm số điện thoại. Hóa chị, xà chị, vô thuốc. Đó, cần cái màu em như nghiệm vậy. Em nghiệm. Vậy lâu lâu á, mình thay vì mình bè với thì... Oh yeah, đàm. Yeah. Rồi. Anh mời đường mít tôi đàm không? Chơi vậy? Em tính đưa ẩn dụ vô rồi đó là vậy, say hello cái mít tôi đàm đi qua một cái là cục đàm hiện lên cho nên tao chửi chết. Rồi làm đi. Dạ chơi. Anh đám ô cưng tới hả? Dạ anh chuẩn bị cho cưng xong hết rồi, giờ mình vô là quay thôi. Anh cho bạn em đứng coi. Ai chứ Phương xa lạ gì. Dạ đừng có ráp nghe mày. Dạ vô chơi, chơi đạo diễn ơi. Chào mọi người ơi. Có cục đàm, đàm có vị mặn. Kê, quốc tích. Mọi chuyển cảnh mọi người ơi. Ok. Hay lắm, giỏi lắm Vinh. Nè ngồi đi. Trời ơi, kêu nhà coi tivi được rồi. Bốn chen lên đây làm gì không biết. Thằng mày vô duyên à. Con của tao được lên tivi. Lâu lâu trực tiếp một lần thì tao phải đi coi chứ. Mà sao cứ cằn nhằn hoài vậy? Ganh tị với nó hay gì? Trời ơi, ganh tự nhiên bản thân của mình nổi tiếng thì ganh. Trời, nó kỳ cục. Shhh, thôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Tôi Có Tai Mà. Rồi, sau đây là chương trình thử thách cùng VinZ. Bình tĩnh. Như các bạn cũng đã biết, biệt tài của VinZ đây chính là dùng những câu rap thả thính để đốn tim các fan nữ. Hả? Và sau đây, chương trình sẽ mời ba bạn ngẫu nhiên lên đây để VinZ thả thính. Em anh ơi, em tình nguyện anh ơi. Rồi các bạn cứ bình tĩnh. Nữ bạn. Mời bạn áo đen, áo xanh lá. Ba bạn nhanh lên ạ. Dạ, chương trình có thời hạn. Ok, mọi người trật tự nha. Mình sẽ lần lượt thả thính từ từng bạn nhé. Bắt đầu từ bạn gần nhất. Xin phép anh hỏi em nhé. Dạ. Em tên gì? Dạ em là Châu. Em tên Châu hả? Ok, để anh một giây suy nghĩ. Dạ có rồi. Mọi người hỏi anh thích những gì? Anh trả lời gu của anh là Châu á. Em ngon ngọt lắm. Ok. Em ơi, tí nữa cho anh cho em chụp hình nha. Yeah, really. Châu ạ. Hợp không?
Châu, cho mình hỏi một cái nhé. Liệu có phải Châu đang tăng cân để cho hợp với anh không? Ok, mình giỡn tí thôi, Châu béo phì. À, mời bạn tiếp theo. Rồi, mời bạn. Dạ. Như một cái format cũ thì mình muốn hỏi tên của bạn. Anh ơi, em tên Thủy. Tên Thủy, ok. Mình sẽ tốn một giây nữa. Dạ, có rồi. Anh không muốn là người lăng nhăng, bởi vì anh luôn muốn sống chung Thủy. Anh muốn sống chung với tao. Anh ơi, em cũng muốn lấy anh. Xin Thủy giữ tôi trọng. Mình mời bạn tiếp theo. Anh ơi, lát nữa xong cho em xin chữ ký nhé. Ok. Đây, em tên Trang. Ok, Trang. Dạ. Anh lại tốn một giây suy nghĩ. Người ta gọi anh là stylist, bởi vì anh luôn muốn làm chuyện phục trang. Trời ơi, yêu anh. Em thích anh lắm, em yêu anh. Dạ, dạ, mình cũng có chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Vừa rồi răng của Trang găm vào má mình. Mình có một cái chia sẻ là vậy. Thật ra thì mình cũng có theo dõi và biết bạn này. Rất là quen. Dạ, bạn này là đang làm hài trên YouTube. À, đúng rồi, em làm hài. Dạ, Lương Minh Trang đang hiện là diễn viên hài. Dạ, dạ, theo mình nghiên cứu và mình có được cái thống kê là diễn viên hài và ca sĩ thì rất là có một cái khoảng cách khó để tiến tới hôn nhân và sống hạnh phúc với nhau, cho nên mình xin lỗi Trang rất nhiều. Mình là trường hợp ngoại lệ đi anh. Thật sự là mình rất là xin lỗi, nhưng mà dù sao thì cái đó là cái duyên cái nợ, thì sau này chúng ta sẽ tính sau. Ok, mời tất cả các bạn vào chỗ. Nhưng mà em sẽ như thế. Cảm ơn các bạn nha. Mời các bạn vào chỗ. Dạ vâng. Và đó là một màn thả thính đầy chết người đến từ vị trí VZ. Ok, cho phép mình chia sẻ thêm như vậy nhé. Thực sự là hiện mình đang làm âm nhạc, và âm nhạc của mình đưa đến các bạn, và các bạn nghe, các bạn cảm nhận nó. Mình xem đó là cái lỗi của mình. Cái lỗi của mình đó là một cái lỗi rất lớn, vì đã khiến cho các bạn yêu mình say đắm. Mình không thể nào ngăn cản được cái chuyện đó. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là hiện tại thì VZ chỉ có một tình yêu mà thôi. Đó là tình yêu với âm nhạc. Và âm nhạc yêu tất cả các bạn. Vâng. Tuyệt vời. Và cảm ơn lời chia sẻ khéo léo của VZ. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần gặp gỡ. Đây là khách mời do chương trình đặc biệt vô tình gặp ở phim trường này và muốn nhã ý mời họ lên đây để gặp gỡ VZ. Rồi xin mời gia đình của VZ. Bộ người ta biết bác có mặt ở đây hả? Không chứ. Trời ơi, họ không nói trước, không có chuẩn bị gì hết trơn, ăn mặc vậy được không? Đẹp rồi, ăn mặc gì là chuẩn lắm rồi, mà lên nhớ nói là ngoài thằng Vinh ra là có con nữa nha. Rồi nhớ rồi, con mẹ. Bạn nó con cũng khác nha. Biết rồi, bây giờ lên được không con? Được. Sao bác hồi hộp. Chào cô chú ạ, mời cô chú ngồi. Cảm ơn. Dạ thưa các bạn, đây chính là ba mẹ của VZ. Dạ chào cô chú. Xin mời cô chú chia sẻ đôi lời về gia đình mình ạ. Tôi xin nhường lời cho bà xã. Dạ, mời cô ạ. Xin chào khán giả và chào các bạn trẻ. Gia đình của vợ chồng tôi á thì là dân kinh doanh. Nhưng mà Vinh đây á, ngay từ nhỏ đã không có thích kinh doanh mà chỉ đam mê ca nhạc. Thấy vậy cho nên vợ chồng tôi quyết định gửi Vinh đi du học ở một nhạc viện bên Mỹ. Khi mà Vinh tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc á, thì ở bên đó cũng có nhã ý là mời Vinh ở lại giảng dạy. Nhưng mà vì tình yêu quê hương đất nước cho nên Vinh xin trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Ấm áp quá nè. Thôi các bạn, đây chính là một tấm gương lớn về mặt tài năng và nhân cách lớn, xứng đáng để làm thần tượng của giới trẻ chúng ta hiện đây. Giờ tiếp theo chương trình đây sẽ là một quà tặng đặc biệt dành cho tất cả các bạn ở đây. Cùng nhau xem lại MV và cái hai đời xin của anh Jack đây để xem lại quá trình làm việc cực nhọc của anh ta. Nào, chúng ta cùng xem và cảm nhận.
Dạ. Dạ anh vui là được. Anh Đám, chuyện này. Dạ. Dạ ngày mai em cho người mang hợp đồng qua. Dạ rồi em hiểu mà. Dạ dạ em chào anh. Dạ dạ. Sao em? Đám nãy anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì? Anh làm cho mày chứ làm cái gì? Mày có thấy lượng khán giả rồi tương tác rồi thương mày nhiều hơn không? Nhưng mà đâu có lý do gì để tự nhiên anh kêu người ngoài vô tự nhiên thế với ai mã em là sao? Thôi giờ nói thẳng nè. Không có công ty nào muốn ký hợp đồng đại diện hình ảnh cho sản phẩm của họ với một ca sĩ có hoàn cảnh gia đình tù tội đâu. Với lại mình đang quảng cáo là sữa gia đình nữa Vinh. Mày hiểu cho anh đi. Hay là em muốn TVC của họ có sự xuất hiện của em rồi bà mẹ bán dây chai với ông già đi tù. Ê! Cô! Mày làm gì vậy? Tránh ra! Bỏ chạy thôi! Cái này là tao đánh thay cho mẹ của mày! Mày tệ lắm Vinh! Tệ lắm! Tao! Mẹ mày! Mẹ mày dầm mưa dãi nắng để lo cho mày từ nhỏ tới giờ! Để cho mày có ngày hôm nay! Khi mày thành công á, mẹ mày vui lắm, mẹ của mày hạnh phúc lắm. Ba lên đây nè, ngày hôm nay ba lên đây ba coi nè, mày trả lại cho bà đó, mày trả cái ơn nghĩa của bà là những cái sự hồi lại đó. Mày ác lắm Vinh, mày ác lắm. Tao xin lỗi. Cái người mày cần xin lỗi không phải tao. Phước, xin lỗi mày. Tao không có quen ai trong showbiz hết trơn. Tao không có quen ai tên là Vinh Z hết trơn á. Thằng cu ghẻ bạn tao, nó chết rồi. Tốt, bỏ đi. Cại nó, không quan tâm tới cuộc đời mình, cứ à, vậy mà làm cứ... Ê, Vinh! Vinh à! Vinh! Má! Ủa, con về đó hả? Vô đây con. Đi, vô nhà. Ờ, đi đường xa chắc mệt rồi hả? Con ăn gì chưa? Để má vô, má dọn cơm cho con nha. Thank you.
ăn cơm đi con. Đừng có suy nghĩ gì hết á. Con làm gì vậy? Má, sao má không gầy con đi? Con là đứa con bất hiếu mà. Dù con có làm sao đi nữa thì con vẫn là con của má. Má sinh mày ra, má nuôi mày lớn, sao mà má không hiểu tính mày được chứ. Mà con bất hiếu á thì con đâu có chịu đi về đây với má đâu. Đứng lên đi con, đứng lên. Chỉ có con mới bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ nào mà bỏ con của mình đâu. Thôi, không có khóc nữa. Ngồi xuống ăn cơm. Ngồi xuống ăn cơm với má. Ôi mẹ. Ăn cơm đi con. Còn nói với bác ha, cái hạng này gặp con là con không bỏ qua gì đâu. Thôi mà con, nó cũng bị người ta xúi dục mà, chứ nó đâu có muốn vậy đâu. Đúng rồi, dù sao tao cũng biết lỗi rồi chứ bộ. Nếu mà tao thấy showbiz show bồ quá, biết tao không làm ca sĩ ngôi sao gì nữa, quằn quá. Mày nghĩ được gì tốt đó, về đi. Đi hát kẹo kéo với tao tiếp. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chứ sống chung với ông đám đâu thấy không được đó. Cái ông đó là thấy trời không vô rồi đó. Cái ông đó dơ lắm, nhìn cách sống là thấy sống dơ rồi. Ra là mẹ đây. Đọc đi. À, cậu Đám. Mày đang làm gì vậy anh? Ủa, cái này cũng là hậu quả do anh gây ra thôi chứ ai gây ra. Hậu quả. Để làm gì? Tao ăn một mình hả? Tao kiếm hợp đồng cho mày á. Mày biết giá trị hợp đồng nó bao nhiêu tiền không? 5 tỷ. Rồi uy tín của tao nữa cũng đi theo mày luôn à. Bây giờ ở ngoài kia kìa, người ta nói đầy ra cái câu chuyện mẹ giả mẹ thiệt của mày. Chắc mày vui lắm và tự hào khi có người ba đi tù hả Vinh? Ê à. Không nói ai rồi con. Nha, không đụng đến ông già tôi nha. Ê, đừng con, đừng. Lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Muốn tạo phản hả? Cậu Đám, có gì bình tĩnh từ từ nói. Nếu tôi ảnh hưởng đến công ty vậy thì thôi, tôi xin phép bao. Muốn vô là vô, muốn ao là ao. Tao đưa mày lên được thì tao đạp mày xuống được. Ngao. Muốn ao dễ lắm. Thanh lý hợp đồng 10 tỷ rồi mày muốn ao gì ao, muốn làm cái gì làm. Còn không á, đừng hòng hoạt động nghệ thuật. Ủa, trong hợp đồng rõ ràng là không có ghi 10 tỷ ở đây. Ông nói gì mà bồi thường 10 tỷ? Đúng, đúng, đúng. Không có ghi 10 tỷ trong hợp đồng. Nhưng mà sao mày không tính? Cái tiền tao lăn xê cho mày. Tiền MV, tiền ăn, tiền ở, tiền quần áo, tiền hình ảnh của mày. Mày thử tưởng tượng đi. Không có tao thì mày ăn cứt. Cậu Đám ơi, cậu bình tĩnh. Cậu bỏ qua cho nó đi. Cho nó một con đường sống đi cậu. Nó còn khờ lắm, nó ra đường nó chưa có biết cách làm ăn. Tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu mà. 10 tỷ của tôi xin lỗi là xong hả? Uy tín của tôi xin lỗi là xong hả? Tất cả là tại bác hết á. Ở đâu đi lên rồi chứ mọi chuyện nó phức tạp lên vậy nè. Tôi xin lỗi cậu mà. Ủa nhưng mà cái này là cũng do anh làm ra chứ. Nếu mà tôi biết trước được cái chuyện này anh sắp đặt thì tôi đâu. Im! Tao nhắc lại thêm một lần nữa, tất cả những điều tao làm cho mày là cho mày. Để mày nổi tiếng, để lấy hợp đồng về cho mày. Bây giờ mày nói, đổi thừa cho tao. Đúng, tao làm, tao sắp đặt hết á. Nhưng mà chỉ để cho mày nha, Vinh nha, nha Vinh nha. Đúng rồi, anh nói đúng đó anh trai. Anh sắp đặt luôn nè. Nãy giờ livestream mười mấy ngàn chia sẻ. Anh làm gì, mọi người ơi,
nè nè, bây giờ tới nhà người ta rồi chấn lột tôi nè, giờ fan vui ra, giờ hổ báo nè, cáo trồn nè, nè. Tôi tặng anh một câu nha. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, muốn lột vỏ quýt phải để móng tay. Tụi mày hay lắm. Tụi mày chờ đó. Chờ cái gì vậy anh Đám? Ông người ta hỏi fan hỏi, fan hỏi chờ gì kìa. Trả lời anh Trai ơi. Anh nghe nè. Anh về gấp đi anh Thái, công an tới nhà mình rồi kìa. Vụ gì mà công an tới? Họ nói anh có liên quan gì tới đường dây buôn bán mại dâm diễn viên ca sĩ gì đó. Rồi, có biến rồi. Toan rồi ông Đám ơi. Cảm ơn mày nha. Móng tay mày thật là nhọn. Anh Minh Vết ơi. Anh Minh Vết. Ủa, tại sao mọi người lại ở đây? Tụi em xem livestream, tụi em thấy anh ở đây. Anh ơi, anh đừng có buồn nha, còn có tụi em ở đây mà. Tụi em không ổn. Anh ra đâu, anh cố lên. À mọi người nè. Mọi người cho Vinh xin lỗi. Đến nước này thì Vinh cũng phải nói. Có lẽ là từ giờ trở đi Vinh không tham gia showbiz được nữa rồi. Có lẽ tình cảm của chúng ta cũng đến đây thôi. Xin lỗi. Cậu Vinh. Cậu Vinh ơi. À, anh bên công ty giải trí, anh muốn mời một tài năng như em về công ty của anh. Mời anh Vinh ơi, anh đừng có về công ty của ổng. Bên ổng là công ty Hải Phát TV á, mà anh về anh đâu có hát được đâu. Thôi anh đừng có về ổng nha, một tài năng như anh tương lai sáng láng, một rồi một ngôi sao sáng, giọng ca tràn ngập như vậy, tụi em ủng hộ anh mà. Ừ, vậy bên đó một vị tài năng lắm. Trời ơi, nhìn con cái ông này nè. À mọi người bình tĩnh. Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng muốn biết mình là ai mà. Mọi người yên tâm, mình đã chọn con đường ca hát thì mình phải theo con đường ca hát. Vinh vẫn là Vinh Z của tất cả mọi người, sẽ theo con đường ca sĩ. Xin lỗi anh đạo diễn, em không thể nào gia nhập nhóm Pháp TV để tham gia những video clip hài được. Xin lỗi. Trong nước mắt anh đây vẫn cười, người ta gọi là buồn cười. Ừ là buồn cười. Anh em ốp nghĩ chưa nha, thấy cái này hay á, em nghĩ là em sẽ là người đi tiên phong trong cái dòng nhạc rap hề hước ở nước mình. Dạ em cũng nghĩ vậy á, em thấy là nụ cười kết hợp với âm nhạc nó cũng hay á anh. Ừ. À, make up bao chậm mồ hôi cho diễn viên nè. Đang chơi game ơi. Khăn giấy nào Vinh mày lại mày tự lấy mày lao hỏi. Thôi được rồi anh. Sẵn nghỉ chưa em vô em chậm mồ hôi xíu rồi em chơi Samurai Showdown với thằng Phương luôn. Anh cũng tập thử chơi game này đi, tại game này nó giải tỏa căng thẳng tốt lắm. Anh để anh mình thoải mái mình làm việc, bớt chửi ekip rồi trừ mỗi hàng trăm ngàn. Thôi được rồi, anh còn bận nhiều việc lắm, nhưng mà trước mắt anh nghĩ là em nên tuyển cái trợ lý mới đi. Này anh thấy giống như ông nội em chứ không phải là trợ lý em. Ôi trời anh ơi, bạn bè kia hỗ trợ nhau bình thường thôi chứ em cũng trợ lý gì đâu. Em thấy làm vậy thoải mái hơn. Thì không? Thiệt. Thôi vậy thôi, tùy em, anh dạ, nghỉ dạ. Chưa nha. Dạ. Ê chơi game xong chưa Phương? Gì? Cậu vẫn quyết tâm lấy con Hao Maru mà đánh với thiệp xỉu mụ của tôi luôn hả? Trời ơi, miễn sao tôi được là chính mình thôi. Trời ơi, thôi bớt đi, bớt diễn rồi về, trốn chơi game đi, chào khán giả kìa. Để xíu xíu bà, tắt game luôn. Xin chào tất cả các bạn. Hello mọi người. Như các bạn cũng đã thấy là game Samurai Showdown đang đồng hành cái clip này cùng với Pháp TV. Thì nhắc đến Samurai Showdown ai cũng có một cái bầu trời ký ức rất là tuổi thơ, đúng không các bạn? Anh nhớ hồi đó chơi là mấy cái game ngày xưa là chơi 1000 hay 2000 tiếng á, mà nhiều khi chơi lố cái bị nợ lại, ghi sổ nợ rồi phải nhịn đói trả từ từ. Rồi bây giờ là có trên mobile, bây giờ tiện lợi rồi, đúng không? Bây giờ là combo skill thì không giới hạn,
Còn set trang bị thì bây giờ là mở mua bán luôn rồi, bây giờ tự do mình cài thôi. Còn riêng tôi là tôi thích nhất cái phần trang phục của nó, trang phục của nhân vật cực kỳ đa dạng luôn. Mà hơn nữa thì có tận tới 10 class nhân vật cho các bạn lựa chọn nữa. Với lại bây giờ bật mí cho các bạn luôn là Ruby đang chơi cái class thần lạc và tên trong game của Ruby là Yuko. Và nếu mà bạn nào mà thấy Ruby ở trong game thì các bạn hãy nương tay với Ruby nha. À các bạn nè, ngoài cái con Haumaru mà tôi chơi á thì tôi bật mí với các bạn là tôi còn có chơi thêm con du nữ nữa, và tôi cũng là một thành viên trong class du nữ nha các bạn. Và cảm ơn game Samurai Showdown của VNG đã tài trợ cho tập Hot TV lần này. Bye bye. Tải ngay Samurai Showdown, huyền thoại Samurai trên App Store và Google Play. Samurai Showdown, huyền thoại Samurai, tái sinh dòng máu anh hùng. Pháp Studio ra mắt bộ sưu tập những bức tranh bất ổn. Mở đặt hàng vào ngày 20 tháng 9 tại pháp studio.vn. Nhưng mà mày nên nhớ, tao tặng mày một câu, tao đưa mày lên được thì tao đạp mày xuống được. Câu này dễ hiểu nè. Muốn ao đúng không? Muốn ao đúng không? 10 tỷ thanh liếp đồng, muốn làm gì làm. Có luôn hả? Ngứa gãi chưa. Khúc này đang căng này. Lúc đó muốn làm gì làm. Anh em chưa vui vậy? Đéo ghi lộn nha. Không ai nhớ.
Trần Long ở Phát TV Channel. Không không không, anh kêu cắt nha, anh diễn kêu cắt được cắt máy nha. Anh kêu cắt nha các bạn ơi. Diễn kêu ơi, cắt ơi, xong cắt luôn. Chạy vô tại đây cắt máy. Chạy vô. Chạy chạy vô. Mày nói này tôi không biết được đâu. Chạy vô là tôi thấy cắt máy là tôi cười tôi quên hết rồi. Ok ok. Chắc rồi.